Xin được chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Đốc Tờ Khỏe. Chà, không biết là ngày hôm nay nhà thông thái của chúng ta sẽ mang đến công dụng của loại rau củ quả gì đây? Hãy cùng chào đón anh ấy nhé! Đốc Tờ Khỏe ơi! Chào thân dân, chào mọi người! Xin chào Đốc Tờ Khỏe! Đốc Tờ Khỏe ơi, chuyện thu hoạch vườn tược mình để hôm khác nha. Còn bây giờ đã đến lúc mình chia sẻ thông tin cần thiết cho quý vị khán giả rồi. Tất nhiên rồi, sở dĩ Đốc Tờ Khỏe đi thu hoạch bắp cải bởi vì chủ đề hôm nay là công dụng của bắp cải đối với sức khỏe của mọi người. Ủa, bắp cải mà cũng có công dụng với sức khỏe nữa hả? Ốc tưởng rằng bắp cải chỉ thơm thơm ngọt ngọt dùng để nấu canh hoặc là ăn sống thôi chứ. Chị Ốc nói vậy là coi thường em rồi đó. Ôi, bắp cải ơi, chị Ốc không có ý như vậy đâu. Chẳng qua là tại chị Ốc không biết thôi. Vậy thì bây giờ bắp cải hãy nói về mình cho chị Ốc, với quý vị khán giả cùng biết nha. So với cà rốt và khoai tây, bắp cải của em á còn nhiều vitamin hơn nữa đó. Lượng vitamin gấp 4,5 lần so với cà rốt, hơn 3,6 lần so với khoai tây. Ngoài ra, vitamin A và B kết hợp với nhau làm cho thành mạch máu bền vững hơn. Trong bắp cải còn có các chất chống ung thư nữa đó. Chính vì vậy, đừng tưởng bắp cải chỉ là món rau ăn bình thường thôi nha. Ồ, tuyệt quá. Vậy thì bắp cải và Đốc Tờ Khỏe hãy hướng dẫn cho quý vị khán giả biết cách chế biến những món ăn từ bắp cải đi. Thứ nhất, em giúp tạo hồng cầu. Đúng vậy, không phải thịt bò hay trứng mới bổ máu. Bắp cải là món ăn bổ máu rất hiệu quả. Bởi vì em chứa rất nhiều sắt. Do đó, sau khi ăn bắp cải kết hợp với một ly nước cam hay nước bưởi thì sẽ giúp hấp thụ sắt hiệu quả để giúp hình thành tế bào máu. Wow, bắp cải quả thật lợi hại. Mới có vậy mà chị đã khen em rồi, em còn nhiều lợi ích lắm đó. Lợi ích gì nữa nào, bắp cải ơi? Cái này á là do Đốc Tờ Khỏe mai mò nghiên cứu mới phát hiện ra đó. Bắp cải quả thật là số 1 nha. Còn cái này rất hay nữa nè chị Ốc ơi. Hay gì nữa vậy, bắp cải? Chị biết không, em có rất nhiều vitamin và lupin nên giúp giải một số độc tố, nhất là những độc tố gây nên bệnh viêm khớp, bệnh ngoài da, bệnh thấp khớp và bệnh gút nữa đó. Wow, không thể tin được luôn quý vị khán giả ơi. Bắp cải tròn trịnh đáng yêu mà nhỏ xíu như vậy, không ngờ là có quá nhiều công dụng. Hay quá xá là hay. Chưa hết đâu, em còn tốt cho tim nè, cho mắt và cho xương nữa đó. Thôi được rồi, nói chung là bắp cải rất là tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy mà MC và quý vị khán giả hãy thường xuyên ăn bắp cải để giúp cơ thể chống lại những bệnh tật và bồi bổ cơ thể nha. Chắc chắn rồi, bắp cải cứ yên tâm nha. Mà Ốc sẽ không chỉ dùng bắp cải để ăn đâu. Sau này Ốc sẽ còn trồng cả bắp cải ở trong vườn nhà mình nữa đó. Còn bây giờ, Ốc Thanh Vân, bắp cải đáng yêu và Đốc Tờ Khỏe thông thái xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Mọi người ơi, nhớ đón xem chương trình Đốc Tờ Khỏe nha. Tạm biệt. Tạm biệt.